Ơi, uống với anh hai ly trà nghe Linh. Dạ, thưa, lâu không gặp anh hai lắm mừng Ừ, ghê lâu rồi lắm ơi. rồi mới gặp đó. Chàng ơi, ê, nghe nói lúc này đi hát gì hát show gì nhiều lắm đúng không? Trời, em cũng lai rai là anh hai lâu lâu cũng mà bình hát đình hát miễu đồ thỉnh thoảng lâu phim ảnh em tham gia là cho nó vui Là nếu mà đi quay phim dạ rồi đúng đi hát rồi đình hát miễu là hát cái gì? cái lương hậu quản anh hai Hầu quản đã hả? ra bộ rồi đó Ờ, đó giờ em quá dạ. ha. Rồi, chắc bận dữ lắm mà cũng ráng dính chút thời gian tới đây kể cho anh hai nghe cái chuyện tâm linh, câu chuyện tâm linh. Dạ câu chuyện tâm linh em mới nhớ anh hai nhắc tâm linh mới nhớ cũng may mắn á chứ bây giờ chứ nếu mà còn không nhờ may mắn là giờ không gặp lại anh hai này rồi Ồ, vậy hả? dạ. Ê, câu chuyện gì nói anh hai nghe coi. Chuyện tâm linh là hồi hồi mà anh hai nhớ đại dịch Covid không đó năm đó năm 2021 đó ha rồi khi nằm nhà thấy mình đọc báo đọc gì thấy ngày nào cũng có ngày nào cũng có người ra đi được nghe giảm cũng rất là mừng đúng không cái đụng thời gian tới em cũng cũng bị đi 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 tập trung giống người ta đi cách ly đó Ủa em bị luôn hả? dạ em bị trời em bị là ngày đi em mới suy nghĩ hoài có khi nào mình đi về gia đình đang vui vẻ mạnh khỏe đi nhìn còn cái hũ Ôi trời, đúng không rồi, cái thời ai gian cũng đó, lo cái thời lắng lắm gian anh thôi hai thôi, cái thời gian dạ đó, cái thời gian khủng khiếp với nhưng cái mà đó. khi mà may mắn là anh đi đi vô đó là em đi là bị nhẹ nhưng mà cũng có thuốc điều trị nữa em tập trung ở ở bầu bàng á bệnh viện bầu bàng á Bầu bàng là ở đâu? bệnh viện Dã chiến ở bầu bàng á Bình Dương anh cái dãy trọ em đây cái cách khoảng một cái kiosk bán tạp hóa là cái dãy trọ bên kia có cái cô là tên là cô Bảy ha cái ngày mà sự test que để coi thiềm Covid để đi chích thuốc đó thì em là ngày đó ngày 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 6 tây 6 tháng 9 đó là cô Bảy đã bị nha mà cô lúc đó em thấy là em đúng ra đứng coi thì cô Bảy là la lối sùm hết la tất cả này kia đến phá không chống đối vậy đó không chịu đi đó Không chịu đi. nhưng mà cuối cùng người ta khuyên này kia cũng chịu có vậy rồi tập trung đi Đi vô tập trung. ừ, được đưa về đi cái em coi đứng coi xong đã cái 2 ngày sau 8 tây tới em À, em đứng em coi. Em đứng em em coi coi thôi. cái 2 ngày sau là Hai tám ngày tây sau là tới em. tới 3 giờ chiều tới em đi test em dính rồi rầu rồi nha đậm đi ngày 8 ngày 8 cái sáng ngày 9 là đầu đi tập trung lên bệnh viện Bầu Bàng á đi 4 xe xe số 1 là chở cô Bảy đó cô tới trước Bầu Bàng thì từng xe là cũng tục lâu lắm tức là xe thứ tư là tới em đang xách đồ đi lơn tơn cái ê Linh quay qua là cô Bảy đó quắc ê giả chọn người quen mình không nè lại bắt tay cô Bảy luôn tao quen mà bắt tay cô Bảy xong em ở vùng cuối cái tối đêm đó cái cô Bảy đi tới lui tới lui tới lui cái hỏi xong ngủ vậy tao mệt tao khó ngủ lên nó trời ơi, khuya một hai giờ không ngủ rồi bắt đầu ngủ cái em mệt em ngủ mệt cái tới sáng dậy không thấy ba đâu á hỏi cô Bảy đâu rồi tao chuyển xuống cấp cứu nằm thở oxy á nó trời mới tới bắt tay bắt cái đập mà bao nhiêu rồi rồi xong đó cái mấy ngày sau cái một ngày sau cái đút cháo yếu quá đút cháo ăn mấy muỗng tao không ăn nữa tao không ăn nữa là chuyển đi bệnh viện về bệnh viện 502 giường là mất luôn mất cái lúc đó đó là trong trong đó là em ở trong bầu bàng là mới về nhà khoảng chừng được 2 ngày em mất à là có nghĩa là em trị xong hết rồi em đi về nhà thì là hai ngày em sau là mới nghe tin cái cô Bảy nó là mất bàng hoàng bất ngờ nó trời bay bắt tay lần đó là cuối cùng gặp bà luôn rồi. Khi mất rồi đó cũng vô đốt nhang người này kia vô phòng đốt nhang lúc giờ em cũng đốt nhang cây nhang em đốt thì gãy ngã xuống tự nhiên ngã xuống cái nhà ai đốt nhận là cái nhà em đốt ngã xuống đốt 3 lần ngã đốt 3 lần em đốt 3 lần ngã ngã hết hết 3 lần luôn đầu cái nó hơi bậy rồi bậy cô buồn cô giận gì nó cô quen biết của cũng bắt tay bậy rồi cô giận gì đầm gấm nhà thì không sao mà khoảng nhìn 2 ngày sau á cái phòng trọ chưa ai mướn mà chén bát á để cho nó lổn cổn rồi trong nhà đủ cái tiếng động xảy ra tùm lum hết thậm chí mà cái lư hương trên đó đâu ai đụng rớt xuống bể luôn cái lư hương rớt xuống luôn dạ yeah. Mấy phòng kế bên sáng người ta ra đồn rùm lên á trời ơi mà bảy bây giờ không chịu mà không vừa dùng dằn mà quậy sao sống chén lổn cổn rớt chén bể lum thì quạt bển thì có bển chén bể em lum cái lư hương rớt xuống luôn đầu điện người nhà đồng chủ trọ mà điện người con rồi đó qua dọn dẹp xong mượn mới mời thầy cúng về là
chiều đi đó để cho phòng trọ tao mướn, thì khoảng chừng tầm 2 tháng sau phòng trọ nó có người mướn đó, ổn định đó. Là chị Bảy đó là chết sau cái chị kia, cái gì kia đối diện phòng trọ em luôn hai. Là đấy, một cái người gì nữa mà cũng cái kia là dì hai theo xã giao xã hội thôi. Dì hai thôi. Là ngang cái phòng đó, ngang phòng trọ của em luôn. Trong mùa dịch chị em hai dì cháu nói chuyện vui vẻ, coi tivi đồ này kia. Cái bữa đó bà nó hơi mệt rồi đó, bởi mệt bà nó chắc tao làm hết năm nay tao nghỉ lên nè thậm tây á. Chưa kịp nghỉ là có dịch, lúc đó là hai đầu đóng cọc bê tông rồi đó, là không tập trung, không cách ly thì không cho ra ngoài rồi đó. Nhưng mà có người bạn á, người bạn ông xã chị hai này nè, có cái giấy thông hành mà đi chợ, qua ngày đi chợ đó. Chở gì ra được, năn nỉ chở ra khám bệnh được. Khi ra khám bệnh rồi là biết lòi bệnh ra là chuyển Covid. Hai người đã cách ly, hai người đã cách ly luôn là chị mất lại bệnh viện luôn. Là dì hai nó mất bệnh viện, mất lại bệnh viện luôn. Ở nhà em đâu biết, ai cũng nghĩ nha, em cũng nghĩ là trời ơi sướng nha, được chú hai đưa bên nhà trọ kia sống thoải mái, mình cũng nghĩ như vậy thôi, đừng có mất đâu. Cái trong cái group công ty á, mấy chị em nói trời bà Thủy bà chết rồi. Nói, bà Thúy là ai ta, bà Thúy đâu biết, bà tên Thúy đâu. Kêu dì hai, dì hai không biết tên Thúy, đâu có tên Thúy đâu. Cuối cùng đó, cái thời mấy thằng mấy người cách ly vậy đó, bà Thúy mất rồi. Ủa mày, bà Thúy là ai? Bà hai đó. Trời ơi, nó nên cho gà, nó kể cho gà một rợn. Mới biết là chị mất. Phòng để đó chừng mà được gỡ lệnh giáo tỏ đó, thì chú hai qua dọn phòng sạch sẽ, dọn đồ hết, cũng cúng ở đó, cúng xong xuôi hết, dọn đề hết rồi đó. Thì khoảng tuần lễ, em nói nhiều khi em vừa về em đẩy xe vô, em đẩy xe vô rồi em gài cái cửa lại, em đi tắm. Em tắm xong ra là em vừa kéo cửa sổ lại đó, thấy chị đứng là dì hai đó ha, là dì hai đứng đứng mặt thấy rõ mặt luôn không? Không rõ mặt, mặc cái áo của công nhân xăng che, đứng sụ tóc xuống như nè trước cửa phòng mình. Cửa sổ em đối diện cái phòng mà có chừng mét mấy chứ nhiêu, bà đứng mà đó em thấy một cái thì thôi thì em hai cái nghĩ đi. Em thấy em không nói được, em ngồi bệt xuống như nè, em ngồi lâu thiệt lâu luôn á. Rồi bà xã em kêu mới giật mình đứng lên là không thấy nữa. Đứng lên thì không thấy. Kêu bà xã em kéo cửa rồi đi. Sáng em mới dám kể, em không dám kể lại nữa. Rồi sợ lắm. Chứ đó là hai lần đó. May mắn là lần đó em đi cách ly là về em lên 4kg đó. Mới có gặp anh hai ngày hôm nay đó. Về ký ông bà chắc có thể về hai đó là đi về là thăm em đó. Thăm em bên đây. Thân mà. Thăm nhà anh hai nó, thăm nhà người được là đứng thân, đứng quay mặt về hướng phòng chị hai mà. Chứ thăm em quay mặt của em rồi mà quay mặt em chắc em xỉu thiệt. Thăm cái phòng trọ đó hả? Thăm phòng trọ mình. Mà sau này những người nào mướn phòng trọ đó ai cũng thấy hết trơn á. Ai cũng thấy là cũng chuyển đi. Thấy xong tao sợ quá tao chuyển tao đi. Nhưng mà có một cái anh chị này vô ở một thời gian thì có cúng. Thấy cúng xong giờ không thấy nữa. Thì ở thời gian này cũng chuyển đi ra phòng đó, bây giờ là cũng để không. Mà bây giờ em vẫn còn ở đó không? Không, em chuyển lên phòng trên anh. Em ấm ảnh em chuyển xích lên bên trên luôn rồi. Không ở phòng cũ nữa. Sợ gặp hay gì? Lâu về không nữa hoài. Đó, chuyện tâm linh, cậu chuyện tâm linh cả anh hàng ghê đó. Thật sự á, người ta, người mà ta mất rồi đó, cái những cái vong linh họ cũng không có xấu gì đâu. Tại vì mình sợ thôi, là do cái tâm lý mình gặp mình sợ thôi. Tại vì mình nghĩ người đó mất rồi mà tự nhiên bây giờ mình gặp lại nữa. Là do tâm lý mình sợ thôi, chứ thật sự những người vong người ta rất là tốt. Anh hai nói vậy có nhiều vong giống như là người ta mất rồi nó thích chọc ghẹo, giống chọc ghẹo nữa anh. 2002 nè, 22 chứ. Bữa đó em đi hát giao lưu câu lạc bộ của em ở vườn Thành Lộc á. Em về chạy đường thẳng thì đường quốc lộ 13 là về rồi. Không, em không chịu, em đi đường vòng. Em đi đường Lấy Thiêu. Vòng xong cái em chạy hồi tới đường Nguyễn Nha, tới đường gần đường Nguyễn Văn Lộng á. Em đang chạy rồi thấy một bà cụ già đứng khum nhà đội nón lá nha, cầm cái bị. Đó, đứng quắc vậy nè, sát bên này đường á, khuất trong cái tàn cây á, quắc vậy nè. Mà em thấy ủa sao quắc hoài mà xe không ai chạy, không ai rước hết vậy.
Không ai vô hỏi thăm cho có gian. Em mới tấp vô. Bà về đâu cho có gian? Không trả lời. Không trả lời. Chỉ vô cái vỏ á. Thì vỏ cái dán với tôi bị câm. Thì tôi trả lời. Nói gì bà lên đây đi. Nhưng chở bà về tới đâu? Quay cái vỏ qua chợ bún. Chợ bún. Thì cái chỗ đó thì về chợ bún có đâu có nhiêu xa đâu anh. Không có nhiêu xa hết. Dạ được rồi, lên chở bà về. Cũng lên cũng ngồi. Em cũng giống như không nghĩ là mình đã gặp. Vẫn chạy bình thường mà em chạy cũng hỏi con cháu bà đâu cũng hỏi chuyện. Không có trả lời vậy đó. Câm mà. Lúc đó có câm mà đâu trả thì lời. Thì cũng quên em cũng vô tình hỏi vậy thôi. Đâu có em chạy qua khoảng chừng có 300 mét rồi. Em qua cầu Bằng Nhâm xuống dựng đòn đó thôi. Tự nhiên khiều em vậy nè. Là chắc là nghĩ là cho xuống thôi. Em tấp vô lề. Thì bước xuống thiệt anh. Bước xuống thiệt á, nhưng mà em cố gắng nhìn là không thấy mặt nha. Tại không sát, không cho em thấy mặt. Độ nó sụp gì là không cho em thấy mặt. Nha. Nó ơi bà xuống đó con về nha. Thì em chạy. Thấy dán đi lụm khụm dán đi luôn. Em chạy vậy nè. Thì làm sao mà xem ra không được. Nha. Anh tin em vừa gần tới cua chợ bún thôi. Vừa quẹo qua cua chợ bún là thấy đứng trước mặt em. Quắc tiếng. Nữa. Lúc đó là anh đã hiểu là em đã gặp rồi. Nha. Thì nhà em đâu có xa đó đâu. Tự nhiên em thấy trong đầu chứ nghĩ là Rồi. Về nhà. Trong đầu nhẩm cái từ về nhà mà em chạy thẳng. Cò quẹo giống như hình chữ nhật. Em quẹo hoài. Giống như dẫn em đi nữa. Chạy vòng gì mà không về tới nhà được. Trong vòng mà trong cái nhà em chạy một cua quẹo. Cua thứ hai là cua thứ ba là tới rồi. Em chạy quẹo giống mình vuông á. Chạy quay qua họ thì em chạy em nói về nhà mà cho nó chạy loạn luôn. Ủa sao hoài không thấy tới. Mà cái nhẩm người xuống chắc em quá không sợ bị dẫm. Giật mình vậy luôn. Ủa đừng T7 mà được đâu rẻ vô nhà. Vẫn rung anh. Đẩy vô xong rồi đóng cửa lại phòng này kia rồi em đốt nhang một mẹ xong xuôi lẩm ngộm người cũng sợ. Em sợ rồi em đăng bài lên á. Đăng bài lên thì có nhiều người bình luận đó. May mắn cho em trai nha. Chỗ đó cũng nhiều người bị dẫn ra bờ sông nằm ngủ không đó. Chắc cũng có nhiều người bị. Nhiều người dẫn ra bờ sông nằm ngủ rồi nhiều bạn vô chửi trời ơi. Nó hên nó không dẫn mà đi đây đó. Họ chờ hên nó không hên không bắt hồ rồi mai nó mai đi cúng thì thiệt. Mai em lại chỗ đó cúng ai chạy ngang cũng nhìn đi mất hết. Trời ơi ta chẳng nói cho nói cho tao chứ anh nói thiệt anh á. Là chính vô em trải nghiệm thấy luôn hả? Dạ. Rồi từ đó về sau thì có đi ngang đường đó nó không ban đêm á? Không lâu đi ngang em không dám nhìn vào địa chỉ luôn. Bây giờ thì vẫn còn đi ra ngang đi ngang đường đó. Vẫn còn đi nhưng mà đêm tầm 9-10 giờ còn xe mới dám đi. Tối nữa sợ không lắm. Đi. Không mình nói chung á gặp anh hai mà lúc đó chắc anh cũng không biết làm sao nó bỏ xe chạy luôn á. Rồi lúc đó em còn cố gắng tỉnh trong đầu chứ nghĩ là về nhà. Nhưng mà về nhà nó chạy hoài sao không thấy tới. Thì bạn chạy cái quẹo tới ngã cái quẹo có quẹo mà nếu mà lúc đó có xe này ngược chiều có thể xảy ra tai nạn. Phải em chạy là mất phương hướng rồi chứ chạy cái theo quán tính em chạy tới ngã là quẹo mà cuối cùng mình về mình tĩnh tâm suy nghĩ là ủa sao xong đi hình vuông không vậy. Chạy thẳng quẹo chạy, đi hình vuông về cho củ hoài sợ quá về cho bún hoài đi vòng về cho bún hoài vậy đó. Sợ quá chạy loạn luôn. rồi cảm ơn Linh nha đã dành cái thời gian lại đây kể cho anh hai nghe với bà con đây với ngọn đèn dầu nghe cái câu chuyện của em cũng là thú vị. Lập được 3 lần như vậy rồi thôi chắc em cũng có duyên ha. thôi vậy nha. Nó cũng còn nhiều chuyện lắm nữa đó mà mốt đi gặp kể tiếp cho anh hai. Ê, còn nhiều chuyện nữa mai mốt tới đây ha, uống nước trà với anh hai ha. Rồi ngồi dưới ngọn đèn dầu kể cho bà con nghe được không? Được ha. Được nữa em còn nhiều chuyện lắm mà giờ em còn nhiều chuyện rồi. Rồi kể nay sao được sao nha. Dùng trà thay rượu đi. Uống ha.